Có một bạn bạn hỏi là anh ơi, cái con vẹt của em nó buồn thế, nó cứ đứng một mình ấy. Thì như các bạn biết là ví dụ như bé vẹt này này, nó cũng đứng một mình như này, nó cũng đứng im lìm như này này. Đấy, nó cũng như kiểu là nó đang buồn ấy. Nhưng mà các bạn biết rồi, đối với những chú vẹt thì không phải những lúc nào nó cũng nghịch ngợm leo trèo, và có những lúc thì nó cứ chầm chầm nó đứng một mình như thế này thôi. Thậm chí là chúng ta động tay vào nó còn xù lông xù cánh lên ấy. Đó là cái khoảng thời gian những chú vẹt mà nó không thích leo trèo và nó không lăng động trong cái thời gian đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó chậm rãi thôi. Đó. Thế cho nên là không phải là lúc nào nó cũng nghịch ngợm đâu các bạn ạ. Nó tùy tùy vào lúc thôi. Và thì có lúc lại có những con vẹt nó cứ đi đi lại lại liên tục như thế này. Đấy, các bạn thấy đấy, có những lúc nó leo trèo chứ không phải là lúc nào mà một chú vẹt nó cũng leo trèo liên tục đâu. Nó sẽ phải có cái thời điểm của nó, tùy từng con vẹt và tùy từng cái thời điểm của bạn ạ. Đấy, cho nên là khi mà các bạn nuôi vẹt thì các bạn biết điều này, mà thường là những con vẹt mà khi nó đứng buồn buồn một mình ấy, là cái thời điểm ấy là cái thời điểm nó rất là dữ. Thế cho nên các bạn cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào cái thời điểm đó. Còn khi mà nó bồn chồn nó đi lại ấy, thì lúc này thì nó lại 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 hiền các bạn ạ. À, lúc này thì nó lại hiền, còn lúc mà nó đứng xù lông, nó đứng một chỗ ấy, thì là nó rất là dữ. Đó, cho nên là cái biểu cảm của những chú vẹt nó cũng rất là quan trọng. Thì khi mà các bạn thấy những chú vẹt đứng một mình thì các bạn cũng không lo ngại gì cả. Đó là cái khoảng lặng của nó thôi, khoảng có cái thời điểm nó thế thôi, chứ không phải nó bị sao đâu các bạn ạ. Còn các bạn cứ yên tâm, có những lúc là nó leo trèo các bạn cảm thấy là tiếng động nó rất là nhiều. Nhưng mà mình vừa chia sẻ với các bạn là cái cử chỉ của vẹt có khiến các bạn cảm thấy lo lắng không, thì điều này là bình thường. Có thời điểm trong ngày giờ những chú vẹt nó đứng đứng thế, cho nên là các bạn cảm thấy là đây là một cái điều bình thường nha các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé.